ngày 4.8, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho hay, Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng đã có báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2018, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Tờ Pi Đà Nẵng được giữ vững. Tình hình tội phạm về trật tự xã hội, tai nạn giao thông được kiềm chế và kéo giảm, đặc biệt không có vụ việc tạo điểm nóng. Tuy nhiên, tình hình vi phạm, tội phạm vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm, tệ nạn ma túy tiếp tục tăng. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2018 đã phát hiện 91 vụ buôn bán ma túy và xử lý 1.389 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy. Bên cạnh đó, một số vụ án giết người do các nguyên nhân xã hội vẫn xảy ra. Theo Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng, công tác phòng chống tham nhũng ở các cơ quan đơn vị được nghiêm túc thực hiện. Toàn thành phố có 66/66 đơn vị thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xử lý, tuy nhiên tiến độ còn chậm so với yêu cầu, chưa góp phần kịp thời thực hiện nhiệm vụ chính trị ổn định xã hội. Ban Nội chính Đà Nẵng cũng đánh giá các địa phương, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, gắn với cải cách hành chính, thực hiện dân chủ ở cơ sở, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 12 vị trí của cán bộ, công chức theo quy định. Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng, ông Trần Thanh Vân, bên phải, chủ trì một cuộc họp phòng chống tham nhũng. Đặc biệt, Ban Nội chính Đà Nẵng nhận định, hiện tình trạng cán bộ, công chức, đảng viên có tâm lý thờ ơ, ngại đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong nội bộ còn khá phổ biến. Việc quản lý kinh tế xã hội còn sơ hở, chồng chéo, dễ bị lợi dụng để thực hiện hành vi tham nhũng, nhất là lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư, mua sắm công, quản lý doanh nghiệp nhà nước. Về vấn đề trên, qua thanh kiểm tra đã phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi số tiền hơn 40,6 tỷ đồng, ban hành 4.942 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 14,6 tỷ đồng. Đồng thời, lập thủ tục chuyển hồ sơ 3 vụ việc có dấu hiệu tội phạm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố để tiếp tục điều tra, làm rõ. Trước tình hình trên, để đẩy mạnh việc phòng chống tham nhũng, chống suy thoái trong cán bộ, Đà Nẵng sẽ cho nghiên cứu, xây dựng quy định cơ chế bảo vệ người dân phản ánh, tố cáo và quy định người đứng đầu cấp ủy phải tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Liên quan đến việc xác minh tài sản, thu nhập cán bộ, ông Trần Thanh Vân, trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng đã bị Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ra quyết định cảnh cáo vì vi phạm trong việc tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy dẫn đến vi phạm quy định về thẩm quyền ban hành quyết định xác minh tài sản, thu nhập đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Theo Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, ông Trần Thanh Vân là một trong những cá nhân có các tham mưu dẫn đến khuyết điểm, vi phạm của tập thể Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và các lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, TAC Đà Nẵng, chống tham nhũng, cán bộ Đà Nẵng, Trần Thanh Vân, Ban Nội chính.